kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ trên kênh VTC14 đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Do ảnh hưởng của hội tụ trong đới gió Tây trên cao, từ chiều tối và đêm ngày hôm qua kéo dài cho tới sáng nay, ở Bắc Bộ đã có mưa rào trên diện rộng, trong đó khu Tây Bắc có mưa đều với lượng từ 20 cho tới 40mm. Từ chiều tối và đêm nay thì rãnh gió Tây suy yếu dần và di chuyển sang phía đông, tác nhân gây mưa không còn. Sang ngày mai thì thời tiết tại Bắc Bộ sẽ trở lại trạng thái tạnh giáo ít mưa, ban ngày trời có nắng. Nhiệt độ không quá cao, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi du lịch trong ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 của quý vị và các bạn. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm ngày mai, một rãnh mây dông từ phía Bắc sẽ bị không khí lạnh đẩy dịch xuống phía Nam và có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, nên Bắc Bộ lại đồng loạt chuyển mưa rào và dông trên diện rộng. Mưa sẽ lan dần từ các tỉnh vùng núi xuống vùng đồng bằng. Mưa vừa, mưa to và dông sẽ tập trung vào đêm ngày 30 và sáng sớm ngày 1 tháng 5. Tuy nhiên, thì thời gian mưa chủ yếu tập trung vào thời điểm đêm và sáng, còn ban ngày mưa giảm có lúc hứng nắng nhẹ, nên vẫn thuận lợi cho các hoạt động vui chơi của người dân. Trong khi các tỉnh thành miền Bắc đang được hưởng tiết trời dịu mát, thì người dân của các tỉnh miền núi phía Tây từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế lại đang phải chịu nắng nóng cục bộ với nhiệt độ lên tới 35 cho tới 36 độ. Trong ngày mai thì nắng nóng có khả năng sẽ mở rộng hơn tới Bình Định với mức nhiệt tăng lên khoảng từ 35 cho đến 37 độ. Sang ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 5, khí mát từ phía Bắc cũng sẽ khuất tán xuống làm nhiệt độ khu vực này giảm nhẹ. Vào thời điểm chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào rải rác nhưng với lượng không nhiều. Các khu vực khác trên cả nước thời tiết ít biến đổi. Xin được chuyển sang dự báo thời tiết biển. Tại quần đảo Hoàng Sa vào ngày mai thì thời tiết tốt. Sang ngày mùng 1 và ngày mùng 2, do chịu ảnh hưởng của khí mát thì có khả năng sẽ xuất hiện mưa rào và dông, làm tầm nhìn xa giảm thấp xuống còn từ 4 cho tới 10 km. Trong cơn dông cần đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật. Còn tại khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa thì thời tiết tốt, trời tạnh giáo, gió yếu và tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Với những phân tích như trên thì thời tiết trong 3 ngày tới cho các vùng trên cả nước như sau. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, vào ngày mai trời nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng, cao nhất trong ngày lên tới mức khoảng từ 30 cho tới 33 độ. Sang ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 5 thì trời chuyển sang trạng thái nhiều mây có mưa rào và dông, nhưng tập trung chủ yếu vào đêm và sáng, nền nhiệt trong ngày giảm từ 2 cho tới 3 độ. Đến ngày mùng 2 tháng 5 thì cao nhất sẽ từ 28 cho đến 30 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ vào ngày mai thời tiết tốt dần lên, trời nắng ráo, nền nhiệt tăng lên mức từ 29 đến 31 độ. Trong 2 ngày tiếp theo vào đêm và sáng có mưa rào và dông trên diện rộng. Xin lưu ý là vào đêm và sáng ngày 1 tháng 5 có nơi còn có mưa vừa, mưa to và dông, còn ban ngày thì giảm mưa, trời có lúc hứng nắng nhẹ, nhiệt độ giảm dần. Tới ngày 2 tháng 5 thì ngưỡng nhiệt cao nhất sẽ không vượt quá 29 độ. Xuôi xuống khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, ngày mai trời nắng, nhiệt tăng nhanh, cao nhất phổ biến từ 33 cho đến 35 độ. Một số nơi xảy ra nắng nóng cục bộ với mức nhiệt từ 35 cho đến 37 độ. Vào ngày mùng 1 và ngày mùng 2 thì chiều tối và đêm cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, nên nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa giảm từ 3 cho tới 4 độ, phổ biến từ 29 đến 32 độ. Tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày mai thì trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt mức từ 32 cho đến 34 độ. Trong 2 ngày tiếp theo thì chiều tối và đêm ở phần phía Bắc của khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt trong ngày giảm nhẹ và dao động từ 31 cho đến 33 độ. Tại vùng cao Tây Nguyên, trong 3 ngày tới, thời tiết chủ đạo là trời nắng, chiều tối xuất hiện mưa rào và dông cục bộ một vài nơi, nhiệt độ duy trì ở mức vừa phải và cao nhất dao động từ 30 đến 32 độ, riêng ở Đà Lạt chỉ từ 23 cho tới 25 độ. Khu vực Nam Bộ, trong 3 ngày tới trời nắng, tới chiều tối có thể có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ 33 cho đến 35 độ, riêng ở miền Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt lên tới 35 cho tới 37 độ. Tại khu vực Hà Nội, ngày mai trời nắng ráo với nhiệt độ ở mức từ 29 đến 31 độ. Trong 2 ngày tiếp theo, vào đêm và sáng có mưa rào và dông, nhiệt độ giảm dần. Đến ngày 2 tháng 5 thì nhiệt độ cao nhất chỉ dao động từ 27 cho đến 29 độ. Trên biển, ngày mai thì quần đảo Hoàng Sa thời tiết tốt. Tuy nhiên, sang ngày 1 và ngày 2, khu vực này có khả năng sẽ xuất hiện mưa rào và dông, làm tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km. Trong cơn dông cần đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật. Trong khi đó, thì tại quần đảo Trường Sa trong 3 ngày tới, thời tiết tốt, trời tạnh giáo và gió duy trì ở ngưỡng cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Bản tin của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo trên kênh VTC14.